khi lời bài hát áp dụng vào thực tế. Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Thôi thôi anh ơi, em lớn rồi à. Em không phải trẻ con đâu mà anh dọa em kiểu đấy nhá. Bớt trẻ trâu đây. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Xin người, đây không có nhu cầu gặp cái kiểu đấy rồi dạy cái kiểu đấy nhá. Hết cái thứ để dạy nhau rồi mà dạy nhau sống trong khổ đau. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Này này này, đầu óc có bình thường không đấy? Để đây dẫn đi khám nhá. Lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Em đừng có mồm điêu, đánh rơi tim thì sống kiểu gì? Mà rơi tim thì vào bệnh viện mà gắn lại đi, còn đứng đây hát nữa à? Vì em vẫn chỉ là người đến sau, vẫn mang trong mình 1000 nỗi đau. Có thật là đúng 1000 nỗi đau không? Bây giờ anh ngồi đây anh chờ em liệt kê đủ 1000 nỗi đau nhá. Nào, kể đây. Em bất nổ đây. Ngồi uống cà phê đến tối, không giờ rồi mà anh chưa tới. Cô có bị hâm không đấy? Tôi hẹn cô là hẹn 12 giờ trưa, rồi tự nhiên 12 giờ đêm cô ra quán người ta ngồi, rồi cô trách sao là tôi không đến.